Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hiện tại thì tù nhân Warden của mình vẫn đang rất là ngoan ngoãn ở trong cái nhà giam đó. Sắp tới thì mình sẽ có những cái công việc dành riêng cho cái con Warden này. Vì nó là tù nhân mà nên phải có một cái hình phạt gì đó. Ôi trời trời trời. Nó vẫn đi săn những cái nhóc ếch ở xung quanh vì dám phát ra âm thanh. Nó vẫn giữ cái bản tính hung hăng của nó nha. Ghét thiệt. Ít hôm nữa tới công chuyện đó với mình. Tạm thời bữa nay mình có việc bận rồi nên mình sẽ chưa có động chạm gì tới nó. Rồi và bây giờ mình sẽ bay tới chỗ của những cái nhóc nồng nọc mà hôm qua mình có cho ếch đẻ ra nè. Đây đây đây, vẫn còn ngồi ổ bơi lội trong này nè. Bắt một xô, thêm một xô nữa. Rồi với hai xô này thì bữa nay mình muốn là sẽ có đủ ba cái màu của ếch luôn. Ở cái vùng mình ở thì chỉ có ếch màu trắng thôi. Và ếch đó thì mình gặp rất là nhiều ở xung quanh đây. Nên là mình muốn tìm thêm những cái giống ếch màu khác, chẳng hạn như là màu xanh và màu cam. Đó, thế nên là mình phải rời khỏi cái chỗ mình và cho ếch lớn lên. Tại vì ếch sẽ thay đổi màu sắc dựa theo cái nơi mà nồng nọc phát triển. Tạm thời thì mình sẽ đi tới cái vùng lạnh trước đi. Tại vì trên cái đường mà mình đi tìm cái khu vực sa mạc lần trước, mình có băng qua cái vùng băng tuyết. Mình có đem theo cái cọng dây không ta? Có dây không vậy? À hình như có trong cái rương sugar này nè. Để có gì một tí mình còn dẫn ít về nữa. Đây rồi, tới rồi. Mình sẽ kiếm một cái chỗ nào đó ổn áp xíu. Đây, mình thấy cái hốc này nè. Ở đây nó có sẵn cái lỗ cho mình luôn chứ. Hợp lý ghê. Rồi, cho nằm nọc xuống đây. Mình có còn 20 cái bóng chất nhờn. Ok luôn. Cho ăn ít nè, mình sẽ cho ăn để mau lớn hơn. Đỡ phải đợi lâu á. Ủa, ở đây rồi. Ếch đã lớn rồi. Yes. Và khi lớn ở cái vùng lạnh thì ếch sẽ có cái màu xanh kìa. Đây khá là giống màu của ếch ở ngoài đời mà mình hay gặp nè. Hơi xanh xanh như vậy là đúng bài luôn. Ui, đừng có nhảy lung tung. Mà tạm thời mình... Sao vậy ta? Mình cần phải đi ngang cái vùng sa mạc nữa. Hơi khó. Chịu khó dắt dắt bộ ếch thôi chứ không biết sao giờ. Ok, chuyến đi này hơi vất vả nha. Tại vì phải mang theo ếch nữa. Cái vùng sa mạc thì nó cũng không có quá xa đâu. Mình rời khỏi cái vùng băng này là tới... mà khoan. Gần cái chỗ mà mình cho ếch lớn thì... chơi gì đây? Con quá vậy? Con này khủng khiếp. Mình phải bảo vệ ếch nha. Kẻo mấy con xương ở cái vùng băng này nó bắn chúng một phát là xác định ếch mình luôn. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ khám phá cái lều tuyết này. Cái lều tuyết này nó không có... Kiểu như là cái đường hầm bí mật rồi. Ok, vô trong ếch. Vô trong đi. Mình sẽ ngủ ở đây một hôm. Rồi, ngày mới bắt đầu rồi. Ủa, ếch. Ếch đâu rồi? Ôi giời ơi. Hú hồn. Tưởng đâu ngủ giấc thức dậy ếch bị mần thịt rồi chứ. Thôi kệ mấy cái con quái vật đi. Mình lo đi tới cái vùng sa mạc đó. Hành trình này còn dài lắm. Giờ đã tới cái vùng sa mạc rồi. Đây là cái vùng có kiểu như khí hậu rất là nóng bức. Và đây là điều kiện thích hợp để mình có thể tạo ra được những cái nhóc ếch có cái màu cam. Đó, thế nên là vô vùng sa mạc luôn ếch đây. Vô đây. Rồi. Đây mình sẽ đào một cái hố đi. Đâu rồi, ít rồi, đây. Đào một cái hố. Sau đó thì cho nồng nọc xuống đây. Và cũng như cho nồng nọc ăn mấy cái quả bóng chất nhờn còn lại mà mình mang theo nè. Để cho mau lớn. Rồi, giờ thì mình và ếch xanh sẽ đứng đây đợi nồng nọc phát triển. Đây rồi. Ủa? Hình như có đó sai đúng không? Mình... Sai rồi. Ếch cam chỉ có thể phát triển ở cái vùng đồng bằng chứ không phải là vùng sa mạc. Sai bét rồi. Trời đất ơi. Gần đây có đồng bằng không? Bên kia phải đồng bằng không vậy? Không, bên kia là vùng savanna rồi. Toàn không? Giờ mình sẽ vô làng mình gửi hai nhóc ếch này cái đó. Để mình về nhà mình lấy thêm bóng chất nhờn. Rồi. Đét lại đâu rồi?
Vậy thôi, let's go. Ơ, mình có nên tạo ra nằm nọc ngay đây luôn không nhở? Ở đây có nước sạch, chỗ nước kế bên nè. À, hợp lý á. Mình sẽ gửi ít ở cái vùng này luôn cũng được. Mình đi cho tiện. Đây, cho hai nhóc bé này ăn với nhau. Rồi, hình như là ít xanh sẽ có nhiệm vụ là đẻ trứng hay sao nè. Ủa, đẻ nằm nọc hay sao nè. Mình thấy ít ít xanh hiện trái tim lên. Ồ, chính xác. Quá đã luôn. Rồi, giờ ít xanh với ít ít trắng ở đây đi. Một tí mình có được ít cam mà mình quay lại mình đón sao cũng được. Trong lúc chờ đợi cho cái trứng nồng nọc phát triển thì mình sẽ thám thính tình hình coi gần đây có đồng bằng không. Mình phải tìm cái vùng đồng bằng thì mới có được ít ít cam đấy. Oh no, chỗ này không không có đồng bằng rồi. Ủa, mà chỗ này có sói. Mình chưa có sói ở nhà. Mình có xương không ta? Hình như mình không... Ồ, mình không có xương. Ồ, chết mất. Sao bắt sói vậy ta? Mình cũng muốn có sói bầu bạn nữa. Được. Xương thì chắc mình có thể đi kiếm được. Để mình đi... đi tìm gần đây coi có con xương nữa không? Mình có kiếm nhặt ba ấy nên chắc là farm tầm hai con thôi. Là có sẽ có được một mớ xương cho xem. Xương đâu, xuất hiện đi, hồi nãy ngươi bắn ta ghê lắm mà. Đây 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 đây, nó đây nó đây. Tìm được ngươi rồi. Đưa mấy khúc xương cho ta. Mấy khúc xương, hai khúc xương. Còn ít quá. Ồ, đã vậy ở đây còn có khu mỏ nữa chứ. Được luôn. Vô mình kiếm thêm ít đồ mang về nào. Thẻ tên các thứ rồi. À đây có xe mỏ chứa rương luôn. Hợp lý hợp lý. Ờ à, nhưng mà không có cái thẻ tên rồi. Bên đây cũng có thêm một chiếc nữa nè, chiếc xe mỏ. Ồ, hai cái xe mỏ chứa rương kế bên mà không có xe mỏ nào có thẻ tên hết. Khá là nhỏ cho mình. Thí sinh tiếp theo đã xuất hiện. Chỗ này không đẹp lắm. Đổi góc, đổi góc. Ui da, nó có cái cung bật lùi sao vậy? Nó bắn mình đẩy lùi đúng đúng xa luôn. Ok, mình đã có được 4 khúc xương. Mà 4 thì chắc phụ thuộc nhiều vào nhân phẩm á. Ok, mình sẽ chơi trò chơi nhân phẩm. Lên trên dùng 94 khúc xương này để thử thu phục mấy nhóc sói ở trên kia. Tưởng đâu lạc mất rồi chứ. Liệu rằng có chinh phục được nhóc sói đầu tiên. Oh no. Yes yes, mình vẫn còn cơ hội. Mình đã có được một nhóc sói đầu tiên rồi. Ê, cừu không? Ồ, mình gặp được một cụ. Ê, ê, ê. Gì vậy? Ủa? Ủa? Mình chưa kịp mừng gì thì cụ hồng đã thành một miếng thịt chật một cục len rồi. Ủa gì vậy sói? Gì vậy sói? Anh thuần phục cưng rồi mà. Ủa nhóc này chưa thuần phục. Ủa phải. À vậy là nhóc này mới ăn thịt sói. Ăn thịt cụ nè. Chứ sói của mình đâu có tấn công khi mà mình chưa ra lệnh đâu. Hư lắm nha. Hư là mình tính thu phục rồi đó nhưng mà hư quá mình không thu phục đâu. Ngoan mình mới thu phục được chứ. Đây nhóc bên đây là có vẻ ngoan hơn nè. Ngoan có khác. Một khúc xương là chịu rồi, còn nhóc bên đây lì hả? Này thì dám ăn thịt cừu. Ê, 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 sói của mình đâu rồi? Cứu. Đúng rồi. Hai với một, đúng rồi. Xúc nhau đi, đúng rồi. Này thì hung dữ nè, này thì dám á. Ăn cụ chưa kịp chưa kịp ngắm nhìn các thứ nữa là hớt tay trên của mình rồi. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ trở lại ngôi làng coi coi trứng nồng nọc đã kiểu như nở tới đâu rồi. Ồ, nãy giờ chưa có nở nữa. Chắc mình phải ở đây đợi một lúc rồi. Kiểu không lót ra khu vực này ấy nên trứng nồng nọc vẫn còn y nguyên này. Ồ, nhiều thế, 4 nhóc nồng nọc luôn. Mình có 2 xô thôi. Ok. Ok, mình sẽ kiểu như tặng nhân lạng đây 3 nhóc nồng nọc đấy, mình lấy một thôi. Tại vì bây giờ mình chỉ cần một kiểu như là một ít màu cam nữa thôi à. Mình đã tới dùng đồng bằng rồi. Blends. À, đây là đồng bằng. Ồ, trên kia còn có cái tàn tích cổng địa ngục nữa kìa. Hợp lý luôn. À, công việc tiếp theo của mình đó chính là
đưa nòng nọc ra ngoài để cho nòng nọc mau lớn thôi. Để xem hồi hộp á, coi có phải là khi mà lớn lên ở vùng này nòng nọc sẽ có màu cam hay không. Và không quên là cho nòng nọc ăn bóng chất nhờn để cho mau lớn nữa. Ăn hết luôn. Rồi, chờ đợi thôi. Ủa? Thiệt? Khi mà lớn ở vùng đồng bằng thì ếch đã có màu cam rồi nè. Được cái thành tựu gì đây? Khi một đội nhảy vào trong thị trấn, buộc dây tất cả các loại ếch. À, thành tựu là buộc dây tất cả các loại ếch à. Wow, có thành tựu này luôn à. Mới gì ta, mình sẽ kiểm tra thử coi nó nằm ở đâu vậy. Có Minecraft à? Không phải. À, đây thành tựu nè. Buộc dây tất cả các loại ếch. Còn thêm một thành tựu nữa là có tất cả các loại đèn ếch trong túi đồ. Ồ, cái này là hợp lý nè. Một xíu thì về mình chắc mình sẽ làm cái thành tựu đó luôn á. Còn bây giờ thì mình sẽ để ếch ở đây để mình lên trên mình lấy vàng cái đã. Mình lên đây mình lấy cái khối vàng trong cái tàn tích cổng địa ngục cái. Bỏ ổn. Rồi. Được một khối vàng free và... Ui cái gì? Trời giật mình. Mấy nhóc xối tóc biến theo mình. Ở đây không có rương à. Ủa vô lý vậy? Hay là nó giấu ta? Chứ cái cổng to như vậy mà không có rương là hơi bị bịp luôn ấy. Ở đây nè. Rõ ràng giấu cái rương ở trong này à. Rồi nó giấu một cái rương thôi. Cái gì đây? Xẻng sửa chữa. Ok. Hết rồi. Có đúng mỗi cái xẻng là có sửa chữa thôi. Rồi được rồi đó. Giờ thì dắt ếch đi về thôi. Ồ, bữa nay đi kiểu như đi sưu tầm ếch mà lại có thêm hai nhóc sói nữa. Ta nói là kiểu có quà đi kèm luôn nha. Đi một mình mà về tới là lận năm mình lần á. Quá đã luôn. Hôm bữa mình có đi ngang cái chỗ cướp dân làng nè. Và lúc đó mình không để ý là ở cái chỗ này có kiểu như là dê một sừng. Đâu rồi? Ủa? Mình nghe tiếng dê mà. Ủa dê đâu rồi? Nè. Nhóc dê một sừng nè. Đây cũng là hàng hiếm trong Minecraft ấy nha. Bình thường dê sẽ có hai sừng đúng không? Mà dê này chỉ có đúng một sừng thôi. Đó, thế nên là thôi. Dắt về luôn. Chuyến này đi quá trời bạn dẫn về rồi nè. Vừa ếch nè, vừa sói nè. Mà bây giờ lại có thêm cả dê nữa. Quá trời đã rồi. Mà dê với lại ếch đó là mình không sợ té từ trên cao đâu. Tại vì hai cái loài này nhảy có thể nói là còn cao hơn cả mình nữa. Nên là thổi con gà mái thôi. 2000 years later. Quá trời quá đất ơi. Lèo đồi vượt suối các thứ bây giờ cuối cùng cũng về tới nhà mà... Tạm thời không biết là chỗ ở đâu là hợp lý rồi. Riêng ếch là mình không có để lung ta lung tung được. Để lung ta lung tung là ếch sẽ đi mất nữa. Nên là mình... mình đang tính là để ếch ở trong nhà mình luôn á. Chắc ổn mà đúng không? Còn sói với dê thì dễ rồi. Sói dê thì dễ tìm hơn. Kiểu dù sao đi vòng vòng thì mình cũng dễ tìm hơn là ếch á. Chứ ếch là lặn, nhiều khi lặn mất tiêu luôn là toan. Nói chung việc dẫn ếch tính ra cũng nhàn. Cầm cục slam rồi rồi dẫn ếch vô nhà thôi. Đó. Như vậy thì mình đã có được một chút ếch màu cam ở trong ngôi nhà ếch màu cam luôn. Wow, quá là hợp lý luôn ấy chứ. Mình có nên cho hai nhóc này ăn không ta? Mà thôi, ăn cũng đâu có chỗ đẻ đâu. Thôi, hỏi cho ăn luôn. Và vì bây giờ trong nhà đã có ếch rồi nên mình phải rào hết cửa lại kẻo ếch kiểu bỏ trốn nữa. Như vậy thì toan mất. Rồi mình kiểm tra coi gần đây có cái... Ôi, hú hồn. Trời đất ơi, cái bác dân làng. Mình giật mình tưởng đâu con trộm vô nhà không à. Gì đâu mà vô... Nằm ngủ trận trắng mắt lên. Rồi ok. Bây giờ tới lượt của dê nè. Dê đi đâu? À, ở đây canh chừng nha. Có cái thanh niên nào lợi lạng quạng ở đây á. Dê hút nó cho anh nha. Ok. Rồi giờ thì cứ để dê ở đây đi. Mình đi ngủ cái đó. Sau khi có được ếch cam và ếch xanh thì mình sẽ dẫn hai nhóc ếch này qua bên địa ngục để mình tiến hành đi farm những cái con nhung nham kia. Để mình lấy những cái đèn còn lại ấy. Và sau khi có được tất cả các loại đèn thì mình sẽ mở được một cái thành tựu cũng rất là hay ho của phiên bản mới này.
Chưa chưa, giờ dẫn ếch xuống trước cái đã. Sau đó thì bắn hạ mấy cái con mắc ma kia, kể cả Bích Linh luôn. Chứ không thôi xuống dưới là Bích Linh dí mình á, nguy hiểm nữa. Rồi làm việc đi ếch. Đúng rồi, lượm đó, lượm cục kẹo đó. Này thì mắc ma nè. Trời ơi, ếch ăn quá trời luôn. Con này lượm củ tỏi đi. Rồi, ăn tiếp đi. Mặc sức đó mà ăn luôn. Wow, hết nha. Ui, có ếch đáp đớp cơ. Nhưng mà mấy con bự quá thì ếch đớp không nổi. Mình phải quýnh cho nó nhỏ lại thì ếch mới ăn được. Đó, và trong chốc lát thôi thì những cái con mắc ma đã bị hai nhóc ếch của mình ăn sạch rồi. Siêu tốc độ luôn. Để coi nhóc nào ăn nhiều hơn nha. Mình so sánh cái số đèn là biết nhóc nào ăn nhiều à. À, nhất cam, ếch cam có vẻ là sức ăn mạnh hơn nè. Ăn được tới 12 cái con mắc ma luôn. Còn ếch xanh thì chỉ ăn được có 7 thôi. Wow. Và hai cái đèn này thì cũng rất là đẹp luôn. Hết sảy. Rồi. Giờ thì ếch cũng đã no bụng, mình cũng đã có được những cái đèn ếch mới rồi. Nên chắc đi về thôi, không ở đây nữa đâu. Nguy hiểm lắm. Ui, đó. Vừa mới nói. Đối tượng nguy hiểm xuất hiện liền. Rồi. Mình dẫn ếch trắng vô trong cái ngôi nhà này cho đủ bộ ba anh em nhà ếch luôn. Công việc tiếp theo của mình đó chính là thay đổi cái đèn ếch ở phía bên ngoài này. Tại vì hôm qua mình chỉ có mỗi cái đèn ếch màu trắng thôi, nên là mình dùng tạm. Bây giờ thì mình đã có thêm đèn ếch màu vàng. Cái này không phải màu vàng mà gọi là màu nâu hoàng thổ, với cả là màu xanh cỏ tươi. Đó, mình sẽ có hai màu mới. Nên là mình sẽ đáp lên đây. Ây da, có vẻ đáp lên hơi khó nha. Rất khó luôn ấy. Nó có một ô duy nhất coi. Thử thách nào. Đây rồi. Đáp lên đây đúng khó luôn. Mình sẽ đập ra. Rồi. Ơi. Đó. Và khi trên người mình có được ba cái loại đèn khác nhau thì mình sẽ mở được cái thành tựu hợp nhất sức mạnh. Một cái thành tựu mới của cái phiên bản 1.19 này. Đây. Ok luôn. Rồi, và sau đó thay bằng những cái khói đèn ếch khác thôi. Đấy, nhìn là nó đẹp hơn liền. Cái này thì mình sẽ cho màu nâu hoàng thổ đi. Ở đâu nữa ta? Ok, giờ mình đã thay thêm hai màu rồi, nhìn có vẻ là đỡ hơn rồi đó. Đấy. Hơi bị sinh động luôn nha. Mà cũng kiểu dịp Tết Trung Thu, mình cũng phải chuẩn bị một cái lồng đèn cho mình mới được. Để mình coi mình làm chỗ nào là hợp lý ta. Đây. Mình chơi lớn mình để cái... Ôi mà không được, ở đây có cái ống khói rồi, nó như vậy sẽ không đẹp. Đây. Cái tay trái của anh Golem có vẻ trống nè. Mình sẽ làm một cái lồng đèn cho anh Golem cầm giùm mình cũng được. Cũng ok, cũng là một ý kiến hay. Đầu tiên là mình sẽ xây cao lên tí đi. Rồi sau đó đặt một cái lửa trại xuống. Ui. Ây da, đau. Kế tiếp đến thì mình sẽ đặt cái đèn ếch lên trên. Mình sẽ dùng đèn ếch màu vàng đi. Đó, mình sẽ dùng cái đèn ếch màu vàng cho nó tập màu với cái màu lửa. Rồi cái tiếp đó là mình sẽ dùng những cái cờ hiệu nè. Mình có nên làm vài cái hoa văn cho cái lồng đèn mình sinh động hơn không ta? Mình nghĩ là nên á. Mình sẽ làm cho nó kiểu cọn xíu đi. 4 cái luôn. Ôi, từ 4 cái giống y gan vậy mới được. Rồi tiếp theo là nó sẽ có thêm một cái chấm ở giữa. Đó. Mình tính thêm một nhánh ở phía trên như vậy nữa nè. Ổn áp không? Hay cái này? Cái này không đẹp. Ok, mình nghĩ là thêm một cái gạch ở phía trên nữa là đẹp nhất rồi. Ra dán cái lồng đèn phết rồi đấy. Rồi, quyết định vậy đi. Làm 4 cái luôn. Công đoạn cuối cùng là gắn những cái banner này xung quanh cái đèn ếch giống như vậy. À, vậy là chúng ta đã có liền một cái đèn lồng rồi. Quá là xịn luôn. Ui, nhưng mà gì thì hơi cao ấy ta. Gì thì hơi cao, Golem cầm nó sẽ khá là vướng víu đây. Sau khi đã dời cho nó tấp xuống một tí thì mình sẽ làm cái phần kiểu như tay cầm cho cái lồng đèn. Lồng đèn mình sẽ để cao lên xíu cho anh Golem cầm cho dễ. Đây, cao lên tầm này đi. Tầm này là hợp lý ấy nè. Đó. Rồi mình sẽ cho Golem thêm một cái hàng rào.
nói xuống như vậy, và thêm một cọng dây để nói tới cái lồng đèn, kiểu như vậy. Chà, nó gọi là cứ là bị hợp lý luôn. Golem có lồng đèn đi chơi trung thu rồi nha. Ui giời, cũng ra gì phết đấy. Đấy. Nhanh chóng thôi thì mình đã có một cái lồng đèn cho Golem cầm đi chơi trung thu rồi nha. Còn sướng hơn mình nữa, mình không có cái nào hết. Mà tiếc quá, mình chỉ làm được một cái đèn lồng bé thôi. Mới mốt có điều kiện hơn thì mình sẽ làm cái lồng đèn phiên bản siêu to khổng lồ để tương thích với cái kích thước khổng lồ của người sắt. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ cất đồ rồi chuẩn bị cho cái công việc tiếp theo trong ngày hôm nay thôi. Mình sẽ gán farm thêm một ít cái vật tổ trường sinh mới được. Hôm qua mình không có farm được nhiều ấy, nên hôm nay mình sẽ gán kiểu farm nhiều hơn một tí. Lần này mình sẽ quan sát luôn để mình tìm hiểu nguyên nhân cái hôm qua bọn chúng đi lạc hướng nào. Còn đúng một tên mà mình không farm được, nốt cái cuộc xâm lược cay thiệt. Tình trạng còn một tên trong cuộc xâm lược vẫn diễn ra này. Ủa lần sau nhờ, kỳ thế. À kìa, trời đất ơi, đi lọt xuống dưới hang à. Chơi mà đi núp. Này thì đi núp nè. Vậy là hôm qua mình biết rồi, bọn chúng núp ở dưới cái hồ này. Không được, mình phải kiếm đất á. Mình lắp hết cái hồ này, kẻ bọn chúng đi lọt xuống đây thì mình lại mất thời gian đi tìm nữa. Sau khi mình chỉnh sửa cái máy farm lại thì mình đã có được cái số vật tổ trường sinh nó ổn áp hơn rồi nè. Chỉ có điều sau cái đợt chỉnh sửa này thì mình sẽ không còn nhận được ngọc lục bảo, nhưng mà không sao, không có đáng kể đâu. Mình sẽ đánh đổi thôi. Rồi, còn bây giờ... À quên nữa, hình như trong đây còn... Ồ, trong đây vẫn còn 4 cái nữa. Đây là lúc chưa chỉnh sửa nè. Vậy là mình có tổng cộng là 10 cái vật tổ trường sinh luôn. Giàu to. Cất vô, đây là đồ nghề của mình. Bữa nay mình kiểu như mang theo rất là nhiều những cái vật tổ trường sinh thì chắc nhiều bạn sẽ nghĩ là mình lại đi kiểu như là chọc qua đền. Nhưng mà không, mình không có chọc qua đền nữa đâu, mà mình chỉ đi tìm cái nơi mà có rất là nhiều qua đền ở thôi. Nhưng mà mình không chọc nha, nhấn mạnh là mình không chọc nữa, tại vì mình thấy cái việc chọc qua đền nó khá là nguy hiểm luôn. Chọc một hai lần thì vui, chứ chọc nhiều quá nó cũng bị vui á. Cho nghỉ mẹ một đi. Mình chỉ đi tìm cái nơi mà qua đành rất hay xuất hiện thôi. Đó chính là cái thành phố cổ xưa. Đó là một cái dạng công trình mới mà phiên bản 1.19 này vừa cập nhật. Chỉ tiếc là từ đầu cái cuộc hành trình tới giờ thì mình vẫn chưa tìm được cái công trình đó. Thế nên là hôm nay mình muốn kiểu như là tìm được cái công trình đó thử một lần cho biết. Lúc đầu thì mình cũng tính mang theo sói, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì rất là nhiều nguy hiểm luôn. Mình thì còn có vật tổ trường sinh để thế mạng, còn sói thì đâu có đâu. Lỡ mà tử nạn thì khá là buồn, nên là thôi, tốt nhất là mình vẫn để gia đình sói ở nhà. Còn bây giờ mình sẽ lên đường và đi tìm cái thành phố cổ xưa đó thôi. Cái thành phố cổ xưa đó cũng là một dạng công trình, mình không biết nó có hiếm hay không, nhưng mà đầu game tới giờ mình hầu như là không thấy hình bóng của nó luôn. Nhưng mà không sao, cần cù bù may mắn mà. Chịu khó đi nhiều thì chắc sẽ gặp thôi. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải đi tới một cái nơi xa xa nhà mình cái đó. Tại vì mấy cái chỗ hang qua rành gần nhà mình đó, mình đã kiểm tra rồi, nó không có cái thành phố cổ xưa đâu hết. Nên là tốt nhất là mình nên đi xa xa một tí đi. Này, đây nó có cái hang luôn nè. Được, xuống hang càng tốt. Cái hang này vẫn khá là sâu nên mình sẽ đi xuống luôn. Ồ, còn có khu mỏ ở đây nữa. Wow. Ủa, cái gì? Ouch. Ê. Từ. Hình như hình như cái hang đầu tiên mà mình ghé vào là cái hang dẫn tới thành phố cổ xưa hay sao kìa. Cái này nó còn liên kết với một cái khu mỏ nữa. Chính xác là như vậy rồi kìa. Đây là một dạng công trình mà. Ồ,
thì ra đây là thành phố cổ xưa đây sao? Ôi, mình đã biết vị trí rồi. Mà bây giờ mình còn thiếu những cái khối len. Mình quên ta, mình đi mình mang theo vật tổ trường sinh mà mình không mang theo khói len thì cũng rất là nguy hiểm. Thôi được rồi, chịu khó mình sẽ quay xe về nhà lấy len thêm một chập nữa. Rồi chuẩn bị thêm một cái cây cuốc, tại vì cái đó có thể giúp đập những cái cảm biến nó nhanh hơn. Hợp lý, về lấy thêm đồ nghề mới được. Lỡ đầu tư rồi, mình sẽ đầu tư hẳn một cái cây cuốc bằng kim cương luôn. Vừa đào nhanh mà dùng nó được lâu hơn nữa. Sau đó mình sẽ qua cái chỗ cường hóa để mình cường hóa sơ qua một tí. Mềm mại. Ồ, mềm mại cũng tốt này. Mình có cái cuốc mềm mại thì mình có thể lấy được những cái cục cảm biến về luôn hay sao ấy. Lấy thêm một ít len. Mấy stack ta? Đem theo 3 stack. Thôi 4 stack đi. Rồi, 4 stack chắc là sẽ ok cho cái việc di chuyển trong cái thành phố cổ xưa nó an toàn. Chuyến đi này có thể lạnh ít dữ nhiều đó, nên mình phải thật là cẩn thận mới được. Và trong đây, nó có cái cổng luôn nè, cái này là cái cổng hay sao nè. Mình leo lên thử coi. Chính xác rồi, hình như ở đây mình... có rương luôn. Rón rén nhanh. Uầy, đây là cuốn sách cường hóa mới này. Quần sắt sửa chữa, thuốc hồi phục. Trời, mình hên vậy, mới vô mình lượm được cuốn sách ở phiên bản mới này luôn. Wow, thích nha, hết rương rồi. Wow, chỗ đầu tiên đã cho mình đồ tốt rồi. Hợp lý. Nhưng mà gần đây có vẻ không có những khói cảm biến nên mình cứ đi thoải mái thôi. Ok. Đây có rồi. Đi nhẹ nó khẽ. Và mình sẽ đập nó luôn. Trời, trên đây còn à. Ôi nhiều quá. Ở đây rất nhiều khói cảm biến luôn. Mà có khói triệu hồi ra con qua đàn không? Hình như không. Đâu có đâu. Ui, gì thoải mái, đập luôn. Ngại gì chết bẩn. Wow. Quá đã. Rồi, rương tiếp theo. Cho mình hai trái táo vàng cường hóa. Cũng tốt. Rồi, còn gì nữa không? Chai kinh nghiệm. Quét cảnh thì không cần. Trời, một cái quần rất là xịn luôn nè. Ở đây nó có rất là nhiều cái hành lang mà mình sẽ thử đi từ hành lang này trước đi. Mà giờ mình mới đến, nó có lốt len sẵn nè. Khi mình gặp nguy hiểm thì mình có thể lên mấy cái chỗ len này để mình di chuyển cho nó êm hơn. Để tránh con qua đời nó phát hiện ra mình. Có cái quạch. Mà nãy giờ thì mình chưa có gặp con qua đời nào hết. Khá là nhàn luôn. Ui, không sợ. Ở đây nó còn có đèn cày nữa nè. Wow. Được quá ta. Ở đây có thêm rương. Được. Lấy rương về. Cái rương này sẽ cho rón rén nhanh. Cấp độ 2. Nó giỏm hơn cuốn sách hồi nãy mình nhặt một tí. Nhưng mà mình vẫn sẽ lượm. Bỏ vô. Rồi nó còn cho thêm mình những cái mảnh vỡ âm vang. Mở ra thêm công thức mới cơ. Và mảnh đĩa nhạc số 5 nữa. Wow. Toàn là thứ mới thôi. Cất hết. Thứ mới là cất hết liền. Tính ra là cái thành phố cổ xưa này toàn là cho đồ xịn ấy. Bảo sao nó khó tìm là phải rồi. Nhưng mà mình cũng hên. Lũi vô cái hang có khu mỏ cái đi xuống đây luôn à. Ảo thật đấy. Thôi, ở đây mình coi còn cái rương nào không. Hình như gần đây nó... Kìa, đằng kia có cái rương nhưng mà nó... Có cái khói triệu hồi con... Con qua đành nên mình cũng hơi rén. Nhưng mà khúc này là bắt đầu là phải cẩn trọng hơn nè. Tại vì nó có những cái khói triệu hồi ra con... Con qua đành. Rất là nguy hiểm luôn. Không biết là trèo nó có phát hiện cái âm thanh mình không ta? Trèo thang thì nó không có tạo ra tiếng động. Rồi, lút rương. Cái rương này cho mình bảo vệ. Rương này thì không tốt cho lắm. Nói chung là cũng được thôi. Cạnh cái chỗ tòa tháp cao cao là một cái chỗ có rương nữa nè. Nhưng mà chỗ này nó nhiều cái cục cảm biến quá. Mà chắc không sao đâu, không có khối triệu hồi qua đành gần đây mà. Sợ gì. Nó có la bàn, sách hại thay ma, đĩa nhạc order side. Lượm luôn. Một cái thẻ tên nữa. Phía bên này thì
Nó có những cái khối len, nhưng mà những khối len này đang bị bao phủ bởi những cái miếng này nè. Ờ, nhìn thấy ghê quá. Hết đi vẻ đẹp rồi. Không biết là phía trong nó có giấu cái gì hay không. Thì ra là phía trong nó giấu một cái lửa trại mà bị dập tắt lửa rồi. Ừ, lạ thiệt. Đúng là trong thành phố cổ nó có nhiều thứ lạ quá. Coi phía bên này có khối triệu hồi ra con qua đành không. Ôi có nha. Ví dụ mà không có thì mình cứ thoải mái mà chạy thôi. Còn có thì mình nên rén một tí. Để mình vô hiệu hóa cái khói này trước cái đã. Bằng cách là mình sẽ chặn nó lại bằng khói len. Như vậy. Ui ghê vậy. Mình vô hiệu hóa chưa ta? Được không? Cách của mình được không vậy? À hình như được á. Ồ, vô hiệu hóa thành công rồi. Yes. Vậy là hiệu quả nha. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Mang lên tính ra cũng nhiều công dụng phết. Rồi, giờ thì vô đây đào mấy cái này tiếp thôi. Để coi nó giấu cái gì tiếp theo. Có vẻ nó vẫn giấu những cái lửa trại thôi. Mình không hiểu tại sao nó giấu như vậy nữa. Ồ, trên kia có một cái rương kìa. Được, để mình leo lên. Chưa. Gần đây có cái khối triệu hồi qua đền. Nó nằm hướng nào ta? Mình không thấy, để mình vô hiệu hóa nó này. Lâu lâu cái bị tối mà mình lại hơi bị rung á nha. Rồi. Nó lại cho mình mảnh vỡ âm vang. Một cái quần sửa chữa và sách bảo vệ khỏi vụ nổ. Oh shit. Ui, hình như ngay trên đầu mình. Trời đất. Rồi thôi xong rồi. Cái gì không muốn thì nó cũng đã xảy ra rồi. Một con hoa đành đầu tiên xuất hiện tại khu vực này. Nó đang đánh hơi mình. Tốt nhất là mình nên chuồn thôi. Gung vậy. Mặc dù mình có vật tổ truyền sinh nhưng mà mình vẫn khá là rén khi mà đứng gần con hoa đành này. Nó phát hiện ra mình rồi. Oh gosh. Nó phát hiện ra mình rồi. Mình nghĩ là mình nên chuồn á. Chuồn thôi. Oh gosh. Ui, nó mò tới đây được luôn à. Trời đất ơi, con qua đành này. Ui, nó tới rồi. Con qua đành này ghê thiệt. Kiểu gần đây có những khối cảm biến nên nó có thể nhận ra là mình đang còn ở khu vực này ấy. Ok, bây giờ thì chỗ mình nó không có khối cảm biến nào nên chắc nó sẽ không phát hiện ra mình đâu. Ui, nguy hiểm quá à. Vẫn phát hiện à. Thế cũng vậy. Ôi. Ẩu rồi đó anh bạn. Bạn tính nóng vậy. Ôi cha. Bạn qua đành này tính nóng như kem vậy. Mình tiết trên này mà vẫn phát hiện ra. Con này đúng thính luôn. Sai vậy chắc nó chưởng không tới mình đâu. Sao mà chưởng tới được. Cay cú lắm chứ gì. Mình bắn vô đầu nó. Láo tét. Này thì láo tét. Bắn vô cái đầu nó. Này thì láo nè. Rồi luôn, tới công chuyện. Vậy là mình đã có một khu vực để mình có thể diệt được những con hoa đành láo tét khi mà nó xuất hiện rồi. Mà đúng căng luôn á. Nên là một xíu nữa mình phải thận trọng hơn mới được. Nói chung thì cái thành phố này nó cực kỳ rộng nha. Nãy giờ mình xào quần mới có một góc thôi á. Còn cái chỗ trung tâm nè, phía đầu kia và phía bên này nữa chưa có kịp khám phá. Nhưng mà đây có kim cương à. Wow. Để mình đào kim cương trước khi trở về nè. Về nhà mình phải đầu tư nâng cấp cái cây cuốc bằng kim cương của mình lên cái dòng hiệu suất mới được. Tại vì cây cuốc này nó đào chưa được nhanh cho lắm.
Được á, về nhà mình phải khắc phục cái nhược điểm đào chậm của cây cuốc này. Mà phải công nhận là hôm nay mình cực kỳ may mắn luôn, khi mà trong cái hang á, mình lủi xuống thì phát hiện luôn cái thành phố cổ xưa ở phía dưới luôn ạ. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ khám phá hết cái thành phố cổ xưa đó và lấy thật là nhiều đồ tốt trong đó về. Và cũng như là đập hết cái lòng spawn của con Warden nha. Mình có mang được vài cái về nhà nè. Cái này. Ủa thế ghê vậy? Lâu lâu nó phát ra tiếng kêu thấy ghê quá. Cái này thì phải có cái khối cảm biến á, thì nó mới có thể spawn đó. Nên bây giờ mình đặt ra mình nhảy chơi cũng không có sao đâu. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong hành trình 1.19 của mình. Và cũng như khám phá hết cái thành phố cổ xưa kia. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.